ba cách bày mâm ngũ quả ngày tết khiến gia chủ mất hết tài lộc tết đến nhà nào cũng có một mâm ngũ quả trên bàn thờ do đó các gia đình không chỉ muốn mâm ngũ quả ấy phải thật đẹp mắt đầy đủ mà còn phải hợp phong thủy để mang lại những điều tốt lành cho năm mới tuy nhiên trong quá trình lựa chọn và bày biện mâm ngũ quả không ít gia chủ mắc phải những sai lầm khiến quả nhanh thối hỏng hay tùy tiện chọn quả theo sở thích của bản thân mà không hề hay biết có những loại quả kiên kỵ không dùng trong thờ cúng dưới đây chuyên gia phong thủy phùng phương sẽ chỉ ra ba sai lầm cần tránh khi bày mâm ngũ quả ngày tết để không mất lọc cho gia chủ một không hiểu hết ý nghĩa các loại quả Mâm ngũ quả nghĩa là mâm bày năm loại quả, tương ứng với năm màu theo ngũ hành. Theo quan điểm của người phương Đông, các màu quả cần có là trắng, xanh, đen đỏ, vàng, lần lượt tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường mâm ngũ quả không thể thiếu nại chuối và nhất định là chuối còn xanh. Màu xanh của chuối được coi là hành mộc, nại chuối có các qua bao lên như bàn tay có ý che chở sự sung túc, đùng bọc và gắn kết. Thực tế là mâm ngũ quả, nải chuối cũng là bao bọc, nâng đỡ các loại quả khác. Giữa nải chuối thường là quả bưởi màu vàng, ứng với hành thổ, ý nghĩa là cầu phúc lộc. nhiều người cũng dùng quả phật thủ hay quả lựu chính vàng. Trên mâm hành hỏa thường là các loại quả có màu đỏ, thường là dưa hấu, và hành kim là những loại quả có màu trắng sáng như quả đào, quả roi ở miền Bắc, hành thủy được tượng trưng bằng quả có màu đen, sẫm như mận, hồng sim. Bên cạnh mầm ngũ quả theo ngũ hành, bạn vẫn có thể chọn những mâm quả theo nghĩa riêng, thể hiện mong muốn của gia chủ. Việc bày thêm một số loại quả thể hiện ý nghĩa riêng thường được người miền Nam coi trọng hơn. Ý nghĩa các loại quả Quả lựu thể hiện mong muốn đông con nhiều cháu, quả đào là thăng tiến, quả táo to, đỏ là phú quý, quả hồng, quả quýt, quả cam canh chính đỏ, sự mạnh mẽ thành đạt. Quả thanh long, rồng mây gặp hội, quả dưa hấu, quả bưởi căng tròn, hẹn sự ngọt ngào may mắn, quả trứng gà, lọc trời, quả sung, sung mãn về sức khỏe tiền bạc, quả đu đủ, đầy đủ thịnh vượng, quả xoài, cầu mong không thiếu thốn. Vì thế phương án đẹp nhất là chọn lựa, sử dụng các loại quả hợp với ý nghĩa riêng theo mong ước nguyện của gia chủ, đồng thời đảm bảo được các màu sắc chủ đạo theo ngũ hành vừa có mâm ngũ quả đẹp, ấm cúng, vừa đem lại cảm giác đầy đủ sung túc. 2. Rửa quả cho sạch sẽ để bày mâm ngũ quả Nhiều gia đình mua quả về thường rửa cẩn thận cho quả bóng, đẹp. Xong việc rửa quả sẽ làm quả sớm bị héo hoặc thổi nếu có chỗ động nước. Chính vì thế, chỉ cần dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được. Với những quả bưởi mà vỏ bị ố vàng hay mốc xanh, có thể hòa chút nước vôi sạch thấm vào khăn lau đều sẽ cho vỏ bưởi vàng mà không lo động nước héo bưởi. 3. Chọn ngày quả chính đẹp Thông thường mâm ngũ quả cần có trước 30 Tết và đưa các gia đình bày biện vào sáng hoặc chiều 30. Nhưng cuối năm công việc bận rộn, nhiều gia đình đã mua quả từ ngày 27-28 Tết, thậm chí sớm hơn. Do đó nếu không tính đến việc mâm quả sẽ còn để từ 30 Tết đến vài ngày sau, thường là khi gia đình cũng hết Tết mà chọn mua những quả đã chín đẹp vừa mắt, thì khi bày quả có thể bị chín quá, lá héo hay mỏng vỏ, nên lựa những quả già nhưng chưa chín quá. Tùy theo thời gian mua có sát ngày 30 Tết hay không, chuối nhất định phải là chuối xanh để đủ cứng cáp đỡ những quả khác và còn đảm bảo ý nghĩa màu sắc theo ngũ hành. Các loại quả xoài, mảnh cầu, đu đủ, hồng nên mua quả ương về bày để không bị thối. Quả dưa hấu mang tính đáng trí nhân quân tử, xanh vỏ đỏ lòng và nhiều loại hoa quả cũng nên bày thêm quả phật thủ giống biểu tượng bàn tay Phật. Ngày nay hoa quả càng nhiều chủng loại nên hầu như mâm trái cây trần tết không còn bó buộc vào số lượng năm nữa mà ngày càng nhiều hơn với bố cục mạng sắc đa dạng phong phú tuy nhiên mâm ngũ quả vẫn luôn được duy trì như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức tâm linh của người việt bao đời qua hãy bày mâm ngũ quả nhà mình thật chỉnh chu đầy đủ có như thế mới mong được sự vẹn toàn và viên mãn trong cuộc sống gia đình